tiếng dân tộc mà, mình cũng có tiếng của mình đó. Mình đâu có gì. Khám phá thêm văn hóa, truyền thống, lịch sử, tôn vinh nét đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả các quý vị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.